Rồi, mình chào mấy anh nha. Rồi, hôm nay bên em mới về em này Rebel 150 nha, cắt nước đời 2010, biển số Sài Gòn chính chủ luôn, ngay chủ ủy quyền hay là cái giấy mua bán sang tên rút gốc đều được nha anh em. Xe đăng ký 2010 màu đỏ, màu đỏ đô nha anh em, màu mặn chính á, rất là đẹp. Cái trong rất có kim tuyến nha, ở trong đây có kim tuyến nha anh em. Xe zin nguyên thủy luôn, từ A tới Z nha. Đây, máy móc đầu nồi chưa đụng chạm luôn nha anh em, chưa có bung che chẻ máy hay là bất cứ làm cái gì nha, nó zin nguyên thủy nha anh em. Đó, máy nước đây, nước nó đầy rất là bự ha. Rồi, máy nó nổ thì thầm luôn, anh em xí nữa mình tắt máy mình nổ máy cho anh em nghe nha, đứng gần không có nghe tiếng đâu nha, nó nổ êm thì thầm bô dinh, nó nổ êm lắm. Dàn áo dán keo nguyên chiếc, không có một chấm chày luôn nha anh em, chủ bảo vệ rất kỹ nha. Đặc biệt em này biển Sài Gòn luôn, hải quan chính ngạch biển Sài Gòn chính chủ, 59B2040504. Mọi chi tiết trên xe là còn lan scan luôn nha anh em, như xe thùng luôn, mới lắm. Dàn inox của nó là sòi mặt được hết luôn nha anh em nha. Đó, nó mới toàn tập luôn, anh em thấy không? Để mình quay chi tiết nha. Đây, cản sau bảo vệ sau là người tựa lưng sau còn nha. Đây, mâm này, heo dầu này, đây cuộc sau chưa mở luôn, nó mới can luôn anh em thấy không. Đó, đây cái bô nó nha, hai bô hai máy nha anh em, đã nổ uy lực lắm. Đây Rebel USA 150, E là bản E nha, bản E là bản có gắt nước nha anh em. Đây nước bự và bá luôn. Đây dàn lốc của nó đây. Đó, anh em thấy không, mới sòi mặt hết luôn nha. Đấy, máy móc thì nguyên zin, chưa có động chạm tới bộ ốc. Đây, anh em thấy cái bình dầu không, nó còn mới can luôn đúng không. Gắt chân bản bự nha. Đấy, dàn hơi nó, dàn gắt nước ở đây, quá hoàn hảo ha. Nước sơn zin đó, cổ cuộc chấn ba chưa đụng chạm luôn. Đây rất là mới nha anh em nha, sườn đồ còn mới lắm. Xe này là người ta đi chùm mền ít đi nha. Đó, anh em thấy bằng thờ không, rất đẹp ha. Này auto 20.000, đúng auto luôn nha. Xe này chủ yếu chùm mền nha anh em, ít cái chạy nha. Độ căng của nó thì khỏi bàn nha. Này anh em nhìn ngoài thì lé mắt luôn, sáng lắm, nhìn chói mắt luôn. Tại dàn inox của nó nè anh em thấy không, rất là bóng. Đó, để tới đâu là sáng tới đó luôn nha, rất là mới. Đấy, này bô zin nha anh em, tem zin còn luôn, tem gấp còn nha. Zin nguyên thủy luôn. Rồi, xe này ngay chủ luôn, anh em nào mua thì mình ký giấy trong buổi luôn nha. Này nó mới lắm, mới như xe thùng luôn. Màu nước sơn này nó rất là đẹp, màu sơn này nó rất đặc biệt nha anh em, ngoài nắng nó có kim tuyến ở trong nha, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình test máy cho anh em coi nha. Máy nó thì thôi rồi luôn ha, thì thầm luôn. Đấy, bật lên là cắt nước nó chạy nha, anh em nghe, nghe cắt nước không? Đấy, nó chạy nha. Đấy, nổ máy đó thấy không? Không nghe tiếng nha anh em nha, sát vô mới nghe được, tại vì bô zin chưa có móc nha anh em.
nó nổ rất là ấm. Máy nó nổ êm thì thầm thì nhé luôn. Nổ máy không? Thầm. Đây, tay nắm tay đồ là rất là đẹp nha anh em, nhẹ lắm. Trạng sương mù đằng trước sau gì còn nguyên hết nha, không có thiếu cái gì hết. Này anh em về mình chỉ mua về chỉ chế xăng chạy thôi nha, không có làm bất cứ cái gì nữa, rất là mới rồi. Đẹp ha, rất hoàn hảo. Rồi anh em nào thích cái này thì alo cho mình nha, số điện thoại của mình là 0932 047 956. Anh em mua gọi trực tiếp cho mình nha, mình cho địa chỉ tới xem. Rồi quá đẹp, con này nhìn không khác gì xe thùng luôn nha anh em, mới lắm. Liên lạc. Rồi, anh em nào mua alo cho mình nha. Mình chào tất cả anh em luôn.